21. Mẹ, bọn con mang thuốc tới cho mẹ đây. Mẹ, con muốn nói chuyện riêng với mẹ. Chị cả, chị hai, hai người ra ngoài trước đi. Vẫn là chuyện lưu truyền nhất đúng không? Nếu không có chứng cứ thì đừng nói nữa. Mẹ, Giật Tường, em đừng lấy chuyện đó ra làm phiền mẹ nữa. Nếu người đó là truyền nhất thật thì Đường Lan còn có tâm trạng mà cười nói trên bữa cơm sao? Chị dâu, sao chị lại không có chút thấu tình đạt lý gì hết vậy? Không phải chị không thấu tình đạt lý. Nói thật, khi Đường Lan mới gả vào nhà họ Trình, chị cũng có thành ý với nó. Nhưng dần dần nó hiếu thảo với mẹ, lại sống hòa thuận với chúng ta. Một người mà quản lý ngân hàng lớn như vậy bên ngoài, chân tình mà nói, thực sự không còn gì để bắt bẻ nữa rồi. Phượng Bình, em nói có đúng không? Phượng Bình, có chuyện gì vậy? Em đang nghĩ gì vậy? Em đang nghĩ, nếu em là Đường Lan, em sẽ có tâm trạng thế nào? Chồng vừa mới mất, đã tái giá, rồi bỗng dưng nghe tin chồng mình chưa chết, lại sống lại rồi. Em nào có tâm trạng mà ngồi ăn cơm, lại còn cười nói vui vẻ với mọi người? Có khi sớm đã phát điên rồi. Nói không chừng còn trốn luôn trong nhà, không dám ra ngoài, không dám gặp ai luôn ấy chứ. Hoặc là em đã treo cổ tự sát từ lâu rồi. Dù sao em cũng không biết nên làm sao. Tóm lại, em sẽ không giống cô ta như hiện giờ. Em nghĩ Đường Lan như vậy, không lẽ cũng nghĩ nó có âm mưu gì đó giống Giật Tường sao? Mẹ cũng nói rồi, không có chứng cứ. Em cũng có nghi ngờ. Em chỉ có một loại trực giác. Trong nhà này có điềm báo không lành. Điềm báo không lành. Mẹ, hồi nhỏ con từng được xem một vở kịch. Xem xong vở kịch đó, con sợ tới mất ngủ mấy ngày liền. Trong vở kịch đó có một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Cô ấy được gả vào một gia đình nọ. Gia đình đó ai ai cũng rất yêu mến cô gái đó. Vào một buổi tối nọ, chỉ có một mình cô ấy ở nhà. Cô ấy ngồi trước gương, chậm chậm lột lớp da mặt trên mặt ra. Thì ra cô ta là ma nữ. Đừng nói nữa, sợ chết đi được. Em cũng sợ lắm chứ. Mẹ biết không, đàn ông trong vở kịch đó ai cũng đều rất thích cô ta. Được rồi, được rồi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Không còn sớm nữa, tất cả về ngủ đi. Người anh em, vừa ăn xong bát mì dằn thắng gia trai đã lo chưa? Anh chỉ có thể đưa cậu tới Túy Nguyệt lâu để ngắm thôi. Cậu yên tâm, đến đây có tiền, anh nhất định sẽ bao cậu ăn ruột già kho tàu. Cậu thấy tôi giới thế nào? Quá tuyệt vời. Cờ bạc, rượu chè, gái đẹp, không thiếu gì. Cả đời này, có đánh chết tôi cũng không muốn quay lại Hồng Khẩu. Tôi không muốn lăn lộn với đám nghèo nàn đó nữa. Anh, chỉ trách anh thiếu may mắn thôi. Nếu như giờ trong tay anh có 700 tệ là đã ở lại tôi giới được 1.5 năm rồi. Em cũng không nỡ rời xa nơi này. Chẳng được tích sự gì. Tôi bảo cực lớn, cậu lại đòi cực nhỏ. Cậu mà chịu chơi thì chúng ta đã phát tài rồi. Anh, không muốn nghe. Không nghe, anh. Chuyện này không thể trách em được. Anh. Là anh. Đúng là tên thần kinh nhà anh rồi. Anh đứng thẳng lên cho tôi. Xem ông đây xử lý mày thế nào. Lưu truyền nhất. Tôi nói cho anh biết, mỗi lần anh nói ba chữ đó, tôi đều muốn nổi trận lôi đình. Nhị hổ, đem gậy đến đây, càng to càng tốt. Hôm nay anh phải đánh con gã này gãy hết răng mới được. Đứng thẳng lên cho tôi. Lưu truyền nhất, tôi cầu xin anh, anh về nhà với tôi đi mà. Anh làm chứng giúp tôi được không? Anh làm gì vậy? Lưu truyền nhất, tôi xin anh, đừng bám vào tôi. Anh làm gì vậy? Về cùng tôi, đừng bám lấy tôi. Mau lên. Lưu truyền nhất, tôi cầu xin anh, về cùng tôi đi. Đồ thần kinh. Lưu truyền nhất, tôi cầu xin anh, về cùng tôi đi.
khá quá nhỉ. Tôi thấy cậu đúng là điên thật rồi. Nghe cho rõ đây, ông đây chính là Lưu Truyền Nhất. Anh bò qua đây cho tôi. Bò như chó qua đây, tôi sẽ theo anh về. Bò. Đúng đúng, giỏi lắm. Bò nhanh lên, bò nhanh lên. Bò nhanh lên, nhanh lên. Cho ăn cơm hả, dì Hổ? Đá hắn. Bò đi, mau lên. Bò nhanh lên. Bò đi, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Muốn chết à? Đang hỏi tôi à? Tôi... Đại tỷ, sao lại trùng hợp vậy? Sao cô lại ở đây? Cô ăn no chưa? Vừa rồi hình như tôi nghe thấy có người nói mình là Lưu Truyền Nhất. Không có, không có. Các cậu có nghe thấy không? Nghe rõ. Nhị Hổ, chạy thôi. Ai chạy người đó là tên khốn. Đừng đánh tôi, đừng đánh, đừng đừng đừng. Anh nhẹ tay thôi, nhẹ tay một chút. Không, tôi không đi nữa, tôi không chạy nữa. Đã như vậy rồi mà. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Ngồi xuống. Đừng, đừng đánh. Đừng đánh, đừng đánh. Được rồi. Được rồi, không đánh. Lần này chúng tôi không đánh anh. Lần này chúng ta bàn chuyện tiền nong. Được không? Tiền. Chỗ này là 1.000 tệ. Nếu anh nói thật, chỗ tiền này sẽ là của các anh. Dân dân. Rốt cuộc anh có phải Lưu Truyền Nhất không? Phải. Tôi là Lưu Truyền Nhất. Lưu Truyền Nhất chính là tôi. Vậy sao? Vậy tại sao trước kia anh không thừa nhận? Giờ nhìn thấy 1.000 tệ anh lại thừa nhận. Không phải đâu, đại tỷ. Cô xem, cô đừng hung dữ như vậy được không? Thực ra tôi thấy nhiều người bao vây quá, tim tôi cứ đập thình thịch. Đúng rồi, cô hỏi đúng rồi. Tại sao tôi lại không thừa nhận? Tại sao tôi không thừa nhận chứ? Nhị Hổ, cô nói xem, sao tôi không thừa nhận? Làm sao em biết được? Thật thà một chút cho tôi. Đừng đánh, đừng đánh. Đại tỷ, tôi biết rồi. Tôi nói mà, để tôi giải thích cho cô nghe. Chuyện là thế này. Tại sao tôi lại không thừa nhận nhỉ? Không phải tôi không thừa nhận, mà là tôi không biết phải thừa nhận thế nào. Tôi nói cô nghe. Tôi, trước đây tôi từng bị mất trí nhớ. Cơ bản tôi cũng không biết mình là gì gì nhất kia. Nếu không phải các người dạo này nhắc nhở tôi, nói tôi là gì gì nhất kia, tôi căn bản cũng không biết là Lưu Truyền Nhất. Đúng, tôi mới là Lưu Truyền Nhất. Tôi nói cô nghe, cô không biết đấy thôi. Nhị Hổ và mẹ cô ấy đương nhiên giờ cũng là mẹ tôi. Mẹ chung của chúng tôi cứu sống tôi. Khi ấy tôi nằm trên đường, còn bị người Nhật đánh cho dở đầu chảy máu, hôn mê bất tỉnh không biết gì cả. Mẹ Nhị Hổ thấy tôi đáng thương nên mới đỡ tôi dậy, đưa tôi về nhà. Từ đó về sau, mẹ Nhị Hổ cũng trở thành mẹ của tôi. Anh nói nhiều quá, cậu im đi. Không phải cậu kể là cậu với mẹ bảo dạo này tôi hay nằm mơ sao? Trong mơ tôi cứ luôn miệng Truyền Nhất, Truyền Nhất. Thì ra tôi chính là Lưu Truyền Nhất. Lưu Truyền Nhất chính là tôi. Thì ra là anh. Thì ra anh là Lưu Truyền Nhất thật. Anh đã uống bao nhiêu vậy? Đi, đi quay về với tôi. Không, đừng kéo tôi. Đi đi, đừng có kéo tôi. Anh thần kinh à, đừng gấp gáp như vậy mà. Đừng kéo tôi, anh về với tôi. Em phải hỏi cho rõ ràng đã. Truyền Nhất này. Truyền Nhất. Sao lại đá anh? Anh Truyền Nhất. Truyền Nhất xin nghe. Anh có nhớ mình có một người vợ tên Đường Lan không? Đường Lan. Đường Lan. Tôi nhớ ra rồi. Đúng là vợ tôi tên là Đường Lan. Vậy anh có nhớ chuyện trước đây nhà anh có mở ngân hàng không? Đương nhiên tôi nhớ, nhà mình ngày xưa mở ngân hàng rồi. Mở ngân hàng. Tôi vốn dĩ là đại thiếu gia mà. Mở ngân hàng đó. Vậy anh còn nhớ đứa con lên 7 tuổi của mình không? Nhớ nhớ. Đứa con lên 7 mà. Con trai hay là... con trai đúng không? Con trai. Tên là gì nhỉ? Tên là Lưu Truyền Tông. Không, không phải Lưu Truyền Tông. Nó tên là gì nhỉ? Nó tên là gì vậy? Tôi nói cô nghe, con tôi đáng thương quá. Mới lên 7 mà đã mất tích. Cha còn mất trí nhớ. Tôi thật có lỗi với con mình. Tôi mất trí nhớ rồi. Anh nghe thấy chưa? Tôi bỏ được chưa? Em có lỗi với con nó. Đi, đem tiền đi rồi. Thật thà chút. Đi thôi. Đang hỏi tôi ngon lành, sao lại mang tiền đi rồi? Đại tỷ có đi đâu vậy? Em nói là hắn không phải mà. Ánh mắt và cử chỉ của hắn hoàn toàn khác với Lưu Truyền Nhất. Tôi chính là Lưu Truyền Nhất mà.
Các cậu còn đứng đó làm gì? Đúng đúng, đứng đó làm gì? Đoạn sắp nguội hết rồi, mà ăn thôi. Còn không mà đánh thật đau đi. Rõ. Sao đánh nữa rồi? Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Anh, đừng đánh nữa, cứu mạng. Các con có biết có một nhà từ thiện tên Hoàng Thiếu Đường gần đây mở vài công ty bách hóa ở Tô Giới không? Còn có trung tâm giải trí. Mẹ muốn hợp tác với ông ta, nhưng dạo ấy đang nghỉ dưỡng ở Hồng Kông. Mẹ muốn đàm phán với ông ấy sớm một chút. Các con nghĩ chuyến này nên phái ai đi thì thích hợp? Tiếc là sức khỏe cha kém, lại không thể tới Hồng Kông. Lúc trẻ quan hệ của cha với ông ấy rất tốt. Vậy sao? Họ rất thân nhau à? Em quên rồi sao? Hồi nhỏ hay thấy chú Hoàng tới nhà chúng ta chơi. Vậy sao em không có chút ấn tượng nào nhỉ? Vốn dĩ người nên đi là tôi, nhưng dạo này xảy ra nhiều chuyện quá, tình hình khá là loạn, vậy nên tôi không tiện đi. Mẹ Lan, con thấy nên để con đi cho. Nguyệt Lượng, em đừng có đi. Em chưa đi xa bao giờ, chưa cả ngồi xe lửa nữa. Em biết không, muốn đến Hồng Kông phải mất 5-6 ngày đó. Anh hai, chúng ta vẫn nên để người khác đi tốt hơn. Được không? Nào, ngồi xuống đi. Tinh Tinh, hay là con đi đi. Đi sớm, về sớm, chuyện này đang gấp. Con thấy vẫn nên để con đi. Nguyệt Lượng, con thấy nên để con đi. Vì hồi nhỏ chú Hoàng tới nhà mình chơi, ông ấy hay vào phòng con sợ tới mức trốn dưới bàn. Sau đó ông ấy giơ tay ra xoa đầu con liền cắn ông ấy một cái, để lại vết răng trên tay. Ông ấy không hề tức giận, còn nói với con. Ông ấy nói, nếu sau này con bằng lòng ra khỏi căn phòng đó thì cứ đến tìm ông ấy, ông ấy sẽ rất vui. Người ta chỉ buộc miệng nói vậy thôi, không phải buộc miệng nói ra đâu. Người ta nghiêm túc mà. Nếu anh mà đi, người ta sẽ rất vui mừng đó. Được rồi Nguyệt Lượng, chuyện của 10 năm về trước ông ấy quên em từ lâu rồi. Em còn nhớ ông ấy. Ông ấy lại không nhớ được em sao? Được rồi, em thực sự không biết phải nói với anh thế nào nữa. Anh không phải người bình thường. Anh cứ muốn đi đấy. Được rồi Nguyệt Lượng, không phải mẹ không muốn cho con đi, mà vì lần này thực sự rất khó khăn. Con xem, cho dù mẹ đồng ý, cha con cũng sẽ không đồng ý. Còn cả bà con nữa càng không đồng ý. Con biết sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nói thật, nếu nói tới đi xa, nhắc tới thôi con cũng đã thấy sợ. Từ nhỏ tới lớn, con vẫn luôn ngủ trên giường của mình. Con chưa từng thay đổi. Nhưng chẳng phải cha đã nói rồi sao? Phải để nó xảy ra. Con phải xem khó khăn như một người bạn, sau đó khắc phục từng cái một. Con muốn đi. Cha, anh hai cứ nhất quyết muốn tới Hồng Kông bàn chuyện làm ăn. Anh ấy nào đã đi bao giờ? Cha xem, sao mà để anh ấy đi được? Đường Lan, theo lý mà nói, chuyện của ngân hàng là do em quyết. Em nói sao là vậy, nhưng lần này để anh làm chủ một lần đi. Nguyệt Lượng, con muốn đi bắt tay chú Hoàng một lần đúng không? Được, vậy con đi đi. Nhưng cha sẽ không cho ai giúp con đâu. Cùng lắm thì cha cho Cao Linh Linh và Quế Hoa Hương đi cùng con. Thật sao? Cảm ơn cha, cảm ơn cha. Ông chủ Trình, chú yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc Nguyệt Lượng thật tốt. Chú yên tâm, chúng con sẽ nhanh chóng giành được vụ làm ăn này. Được, cố gắng hết sức. Thích bạn thế nào cũng được, thành công cũng được, không thành công cũng được. Khi nào về, cha sẽ đứng bên đường đón con. Đúng đó Nguyệt Lượng, mọi người sẽ tới đón con. Con phải cố lên, bọn anh sẽ tới đón em. Vỗ tay nào, cổ vũ lên nào. Cố lên Nguyệt Lượng. Đây là lần đầu tiên tôi tới Hồng Kông. Tôi cũng vậy. Hỏng rồi, tôi quên hỏi mẹ Lan khi nào thì xuất phát. Không cần hỏi, muộn nhất không được hơn một tuần. Nếu muộn hơn một tuần thì vụ làm ăn này sẽ bị người khác cướp mất. Đúng rồi Nguyệt Lượng, anh có giấy thông hành chưa? Ra ngoài còn cần cái giấy thông hành à? Đúng vậy, thằng em ngốc nghếch. Cha đã làm cho em từ lâu rồi, yên tâm đi. Thôi xong, giấy thông hành của tôi hết hạn rồi. Hết hạn thì phải làm sao? Cô mau đi làm lại đi. Giấy thông hành cũng phải làm 3-4 ngày đó. Cô mau đi đi, việc khác để tôi giúp cho. Phiền cô nhé. Mau đi đi.
đủ hết rồi. Nguyệt Lượng, tìm đủ hết canh rồi này. Anh xem này, hai cái khăn này hoa văn rất cân đối. Còn có đồ ngủ màu trắng, ga giường, chăn gối, giống như loại thường ngày anh dùng. Còn cả bàn chải nữa. Làm sao em biết vậy? Đúng là giống thật. Tối hôm qua em đặc biệt đi hỏi chị Nga đó. Cảm ơn em. Cảm ơn Nguyệt Lượng. Anh xem đi, tôi chọn chanh đó. Có thích không? Nhìn qua văn lung tung quá. Màu sắc thì sặc sỡ. Còn nữa, màu của khăn này nhìn như lông vũ của gà vậy. Nhưng chúng đều là bạn của tôi. Tôi phải khắc phục chúng. Nguyệt Lượng, giờ tôi đi lấy giấy thông hành. Nếu giám đốc Đường tìm tôi, nói một câu giúp tôi nhé. Quý Hoa Hương, Tiểu Mã đâu? Hôm nay Tiểu Mã xin nghỉ ốm. Tìm anh ấy có việc sao? Đúng vậy, sổ sách anh ta đưa tôi lúc sáng tôi chẳng thấy khớp chút nào. Cô rất giỏi về vấn đề này. Hay là chiều nay cô giúp tôi kiểm tra lại một chút đi. Được, nhưng ngày mai tôi đưa anh được không? Không được, cái này đang cần gấp. Trước khi tan làm cô gửi lại cho tôi là tốt nhất, được không? Nhưng hôm nay tôi phải đi lấy giấy thông hành. Nếu hôm nay không lấy thì không còn thời gian nữa. Giấy thông hành thì... Quế Hoa Hương, tôi biết giấy thông hành có thể nhờ người khác tới lấy. Tôi đi lấy giúp cô nhé. Vậy tôi phải làm phiền cô rồi. Không phiền, cảm ơn cô. Vậy cứ đưa tôi đi. Trước khi tan làm tôi sẽ đưa cho anh. Vậy nhờ cô, phiền cô lấy giấy thông hành giúp cô ấy nhé. Cảm ơn cô. Đi. Tiên sinh, tới rồi. Cảm ơn. Tiểu Tống, anh giúp tôi một việc được không? Tôi nhớ hình như anh từng bảo anh có một người chú rất thân thiết với anh chị, đúng không? Đúng vậy, xảy ra chuyện gì? Ví tiền của tôi bị mất trộm rồi. Anh có thể hỏi chú xem có cách nào tìm giúp tôi được không? Tôi nhất định sẽ cảm ơn tử tế. Tôi sẽ đưa máy 100 tệ. Làm phiền anh. Sao vậy? Ví tiền bị trộm à? Đúng vậy. Trong ví cũng không có nhiều tiền, nhưng tôi để giấy thông hành của cô trong đó. Sao lại bất cẩn như vậy? Lúc đó tôi từ trong cục công bộ đi ra, có một người đàn ông gia vào tôi. Tôi không để ý, kết quả là về đến cửa mới nhận ra ví tiền không còn. Quế Hoa Hương, cô mau tới cục công bộ làm lại giấy khác đi. Nếu không cô sẽ không được ra khỏi tôi giới đâu. Vậy thì sao đi Hồng Kông được? Giờ không kịp nữa rồi, muốn làm cũng phải đợi một tuần nữa. Vậy phải làm sao? Nguyệt Lượng, hay là tôi không đi Hồng Kông với anh được rồi. Quế Hoa Hương, xin lỗi, đều tại tôi. Sao tôi lại bất cẩn vậy chứ? Làm sao đây? Tiểu Tống, anh nhất định phải giúp tôi. Nhưng chú tôi đã không chơi với đám người đó từ lâu rồi. Chúng ta vẫn nên báo cảnh sát đi. Sao phải báo cảnh sát? Cha, lần này xong đời rồi. Mấy hôm trước, Quế Hoa Hương tới cục công bộ để làm giấy thông hành. Vốn là hôm nay định đi lấy. Nhưng sau đó, nó kết quả. Kết quả là giấy thông hành bị trộm mất rồi. Cha còn tưởng là chuyện gì? Không sao. Cha gọi điện cho Bộ Công Thương, kêu họ làm lại một tờ, lập tức gửi đến đây. Được vậy sao? Cảm ơn ông chủ Trình. Cảm ơn cha. Làm anh hết hồn, thực sự là làm anh hết hồn. Nếu như em không thể đi Hồng Kông được, vậy anh... làm việc tiếp thôi. Quế Hoa Hương, làm tôi hết hồn à? Nếu như hại cô không đi được Hồng Kông thì tôi thật sự không biết phải làm sao. Không sao, bây giờ làm lại được rồi mà. Tôi đi làm việc đây. Linh Linh, sao lại là anh nữa thế? Chẳng phải anh về Hồng Khẩu rồi sao? Anh không thấy anh rất phiền sao? Đúng là anh đã về Hồng Khẩu.
Bây giờ anh đang phụ cho anh làm ăn. Tháng sau nhà anh sẽ mở thêm chi nhánh. Nhưng mà bất kể anh làm gì, anh đều rất nhớ em. Anh có ý gì đây? Không lẽ định nhớ tôi cả đời này sao? Cuộc đời đâu phải như thế này. Anh còn rất nhiều việc cần phải làm. Anh đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa. Anh không phải mới ngày đầu biết tôi. Anh cũng biết tôi không phải loại phụ nữ đó. Có lẽ con người anh là vậy, thích chút phiền phức vào mình. Nói cũng phải. Bây giờ tôi cũng đang tự chút phiền phức vào mình đây. Thế này đi, nếu như anh có thể cho tôi thấy thành ý của anh, tôi sẽ suy nghĩ lại có nên ở bên anh không. Em nói đi, chuyện gì anh cũng làm. 9 giờ sáng ngày mai, anh thay tôi gọi một cuộc điện thoại tới nhà Trình Dật Phi. Tôi bảo nói gì anh nói đó, nhưng không được hỏi tại sao. Nếu như anh hỏi thì là không có thành ý rồi. Anh tuyệt đối sẽ không hỏi. Không hỏi. Dật Phi, cả tối hôm qua mẹ cứ lo lắng ngủ không yên. Hay là con gọi điện cho ngân hàng để Tinh Tinh cử thêm hai người đi Hồng Kông cùng với Nguyệt Lượng. Mẹ, mẹ đừng lo lắng chuyện này nữa. Chẳng phải mẹ cũng hy vọng Nguyệt Lượng thành tài, trở thành ông chủ ngân hàng sao? Cũng nên ra ngoài rèn luyện một chút. Mẹ, Hồng Kông không xa, chỉ khoảng 10 ngày thôi. Mẹ cứ yên tâm đi. Mọi người yên tâm đi, con không sao đâu. Được được, bố tin ở con. Cũng đến giờ rồi, chúng ta đi thôi. Alo. Được, anh đợi một lát. Quế Hoa Hương có người tìm cô. Tìm em đó. Tìm em? Sao lại gọi đến đây để tìm em chứ? Em mau nghe đi, tìm em đó. Alo. Cái gì? Được, tôi lập tức qua đó. Sao thế? Xảy ra chuyện gì? Nguyệt Lượng, em xin lỗi, em không thể đi Hồng Kông với anh được rồi. Tại sao chứ? Anh phải cẩn thận đó nha. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Bố em bị tai nạn xe, phải làm phẫu thuật ngay. Bệnh viện kêu em đến ký tên. Chị xem kỹ lại đi. Tên là Quế Phú Vinh. Quế trong từ Hoa Quế, Phú trong từ Phú Quý, Vinh trong từ Quang Vinh. Không có, không ai tên Quế Phú Vinh cả. Sao có thể chứ? Bệnh viện các cô vừa gọi điện cho tôi mà. Là bệnh viện này, vừa mới thôi. Nó là tai nạn xe. Thật sự là không có. Tôi đã lập danh sách cả tuần rồi. Không ai tên Quế Phú Vinh cả. Cứ như vậy đi. Quế Hoa Hương, sao cô lại quay về đây? Chẳng phải cô tới bệnh viện với bố sao? Đúng đó, tình hình thế nào? Bố tôi không hề nhập viện, cũng không hề bị tai nạn xe. Cái gì? Không phải bệnh viện gọi điện kêu cô tới ký tên sao? Có phải cô đi nhầm bệnh viện không? Tôi vừa về nhà rồi. Bố tôi đang ở nhà yên lành. Hôm nay bố tôi không hề ra khỏi nhà. Chuyện này là sao vậy? Không lẽ có người đùa cợt cô? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại, cũng không biết tại sao mà rảnh rỗi vậy. Nguyệt Lượng đã xuất phát chưa? Anh ấy ổn chứ? Nguyệt Lượng đi rồi. Cô yên tâm, có Linh Linh chăm sóc cho nó rồi. Cô cứ yên tâm đi. Được rồi, cử động thử xem. Không cử động được. Thế nào, còn đau không? Bây giờ đã đỡ hơn chưa? Không làm nữa, còn chẳng bằng lúc mới đến nữa. Anh làm như cưa chân tôi luôn. Nhị Hổ, chúng ta không làm nữa, đi đến tiệm khác xem sao. Được, đau quá à. Khoan đã, các người còn chưa trả tiền. Còn trả tiền à? Anh chữa cho tôi càng lúc càng nặng hơn. Chưa kêu các người đền tiền là may rồi. Nhị Hổ, chúng ta đi. Anh cứ thử đi xem. Có tin tôi không cho anh ra khỏi cánh cửa này không? Tôi nói nè anh trai, còn đánh à? Tôi thực sự thấy phiền rồi. Trả tiền, trả tiền. Tôi thề, tôi không muốn quay về cái nơi quái quỷ tô giới nữa. Toàn là một đám thần kinh. Đúng vậy, đến có mấy ngày mà tôi đã bị đánh, đến 7 lần. Người ta một ngày ăn 3 bữa cơm, tôi là một ngày bị 3 trận đòn. Còn không chỉ vậy. Vậy phải làm sao? Chúng ta rời khỏi Hồng Khẩu lâu vậy rồi, cũng không mang được đồng nào về. Cũng không biết ăn nói sao với mẹ. Đúng đó, không có lấy một đồng nào.
Thật là phiền quá đi mất. Anh đang nghĩ gì vậy? Tôi đang nghĩ làm sao để phát tài. Anh còn nghĩ đến phát tài nữa à? Chúng ta còn chả có cơm mà ăn nữa kìa. Có rồi, có người có thể giúp chúng ta phát tài rồi. Ai? Nữ thần tài. Nghĩ gì thế? Vẫn đang nghĩ đến chuyện đó à? Không có gì. Mấy ngày nay anh đã cử rất nhiều người đi tìm rồi. Lâu vậy mà không có tin tức gì. Chắc cậu ấy không còn tôi giới nữa. Quen quá. Quen quá, đi thôi. Em nhìn kìa. Anh nhìn kỹ lại đi, xem có nhớ được gì nữa không. Con đường này tôi thấy rất là quen thuộc. Hình như trước đây tôi thường tới đây. Tôi nhớ ra rồi, Nhị Hổ. Tôi nhớ ra rồi. Trước đây nhà tôi có mở một tiệm vàng. Mở một tiệm vàng rất là lớn. Có rất nhiều người làm thuê. Vợ tôi giúp đỡ tôi làm ăn. Những chuyện khác sao tôi không nhớ ra được nhỉ? Anh nghĩ thêm nữa đi. Tiệm vàng đó tên là gì? Ở trên đường nào ấy nhỉ? Số 6 đường Tứ Xuyên. Là tiệm vàng Khánh Tường. Đúng, tên Khánh Tường. Cô chẳng phải là người hôm đó nói là vợ của tôi đó sao? Tôi tên Đường Lan. Có ấn tượng gì không? Đường Lan. Đường Lan. Đường Lan. Sao nghe quen thế nhỉ? Người anh em này. Cậu ấy là anh em của cậu à? Anh ấy không phải anh ruột của tôi. Không phải à? Vậy có phải đầu óc cậu ấy có vấn đề không? Sao lại bị như thế? Phải. Tôi với mẹ sống ở Hồng Khẩu. Có một hôm ở trên đường, nhìn thấy anh ấy bị người Nhật đánh đến bất tỉnh. Chúng tôi thấy anh ấy đáng thương nên đã đưa về nhà. Ai ngờ sau khi tỉnh dậy thì không còn nhớ gì nữa. Ngay cả tên mình là gì, nhà ở đâu cũng không nhớ ra nữa. Người anh em. Chào cậu. Chào anh, chào anh. Xin hỏi anh tên gì? Tôi tên Thiết Đại Hổ. Thiết Đại Hổ. Thiết Đại Hổ à? Là như này. Tôi vừa nói chuyện với em của cậu. Tôi thấy cậu rất giống một người bạn của tôi. Cậu ấy tên Lưu Truyền Nhất. Ngày mai tôi dẫn cậu đến đó xem thử, xem cậu có nhớ được chuyện gì trước kia không. Có được không? Được. Ngày mai cậu đến ngân hàng Vĩnh Nghiệp tìm tôi. Tôi là Trình Giật Phi. Anh ấy chính là Trình Giật Phi. Được. Chúng ta đi thôi. Được. Vào đây đi. Ôi mẹ ơi. Đây chính là nhà của tôi à? Lớn quá. Nhị Hổ, hình như tôi càng ngày càng có ấn tượng rồi. Nhưng phòng của tôi ở đâu? Tôi... Sao tôi lại vô dụng như vậy chứ? Tôi đã đến được đây rồi, sao tôi vẫn không nhớ ra được chứ? Đừng vội, cứ từ từ nghĩ. Được. Tôi dẫn cậu đến phòng cậu nghỉ ngơi đã. Được. Rồi cô ấy làm vài món bình thường anh thích nhất. Được. Lát nữa chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Biết đâu cậu sẽ nhớ được gì. Được. Vậy em đi nấu đây. Được. Ôi mẹ ơi. Nào, giờ đây xem đi. Đây chính là phòng của cậu. Đây là phòng của tôi đó à? Các cậu ở đây nghỉ ngơi trước đã. Xem có nhớ ra được chuyện gì không. Lát nữa lúc ăn cơm thì tôi gọi các cậu. Được. Cứ từ từ nghĩ.
Anh lần này phát tài rồi. Em chưa từng được thấy phòng nào đẹp như thế này. Ôi cái xương của tôi. Nói nhỏ thôi. Cậu mau xem có thứ gì đáng tiền có thể mang đi được không. Anh, có rất nhiều quần áo đẹp này. Chiếc áo khoác này có mang đi không? Mang, mang, mang hết đi. Vết thì sao? Mang, mang, mang. Cái này chúng ta phải mang đi. Nhìn bộ dạng kém cỏi của chú kìa. Phòng lớn thế này mang đi được hết sao? Thôi thôi, cái nhỏ đó thì thôi. Phát tài rồi, phát tài rồi. Lần này phát tài rồi. Đường Lan. Anh ơi, bức tranh này nhất định phải mang đi. Nói không chừng do họa sĩ nổi tiếng vẽ bán được rất nhiều tiền đấy. Không mang, không mang. Đây là thư lưu truyền nhất gửi cho Đường Lan từ Ma Cao. Thì ra cậu ấy còn có hai người em trai, Lưu Truyền Nhị, Lưu Truyền Tam. Họ đều thích con nít. Ông chủ Trịnh còn nói sẽ tài trợ cho họ 5 triệu mở viện cô nhi cho họ. 5 triệu, đúng vậy. Phát tài rồi. Truyền Nhất à. Truyền Nhất. Làm gì thế? Truyền Nhất. Thế nào? Có nhớ ra được chuyện gì không? Chiếc bàn này gợi lại cho tôi rất nhiều hồi ức. Tôi đã nhớ ra rất nhiều chuyện. Trước đây tôi thường ngồi ở đây chơi mặt trược. À không, tính toán. Tốt, tốt, tốt. Có thể nhớ được chuyện này thì tốt. Được, đồ ăn sắp xong rồi. Chúng ta xuống vừa ăn, vừa nói chuyện, vừa nghỉ. Nào, ăn miếng cá chua ngọt đi. Là món trước đây em thích ăn nhất đó. Xem có phải mùi vị này không? Phải, phải. Mùi vị chua chua ngọt ngọt này, có đánh chết tôi cũng không quên được mùi vị này. Trước đây cô thường xuyên nói cho tôi ăn đúng không? Tốt, tốt, tốt. Tốt quá rồi, cậu hồi phục cũng khá nhanh đó. Tôi thấy không bao lâu nữa là có thể nhớ hết mọi chuyện rồi. Đúng vậy ông chủ Trình. Tôi nói anh nghe, tôi hồi phục rất nhanh. Bố mẹ tôi đều nhớ lại hết rồi. Phải rồi. Em trai Truyền Nhị, Truyền Tam của tôi vẫn khỏe chứ? Vẫn ở Ma Cao chứ? Vẫn khỏe. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Ngay cả Truyền Nhị, Truyền Tam mà cậu cũng nhớ được. Đúng vậy, nhớ ra rồi. Tôi nhớ ba chúng tôi đều rất thích con nít. Phải rồi, tôi nhớ ra rồi. Tôi nhớ ba người chúng tôi có một ước mơ. Đó là mở một cô nhi viện. Đúng, đúng, đúng. Vậy cậu có còn nhớ lúc đó tôi có nói với các cậu muốn tài trợ cho các cậu 3 triệu để mở cô nhi viện không? Nhớ. Đương nhiên là nhớ. Ông chủ Trình, hình như không đúng. Sao tôi nhớ lúc đó ông nói với tôi là 5 triệu nhỉ? Đúng rồi, 5 triệu, 5 triệu. Đúng, tôi nhớ lúc đó anh nói với chúng tôi sẽ tài trợ 5 triệu. Sau đó bà chúng tôi cảm động đến phát khóc. Nhất là Truyền Tam khóc quá trời luôn. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Cậu nhớ lại hết rồi. Ông chủ Trình, Trình Tam phu nhân, cô yên tâm. Tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Tôi sẽ cố gắng để nhớ lại hết. Tôi nhất định sẽ xây cô nhi viện, không phụ sự kỳ vọng của anh đối với chúng tôi. Tốt, tốt. Đường Lan, đi lấy tiền ra đây. Gấp như vậy sao? Đi, đi, đi. Không, không, không. À này, ông chủ Trình, thực ra sức khỏe của tôi vẫn chưa hồi phục. 5 triệu tôi không cầm được nhiều như vậy. Hay là anh đưa tôi trước 1/3. Hai chúng tôi sẽ chọn một mảnh đất tốt. Sau đó, cũng được, cũng được. Thực ra tôi còn cái ý tưởng này. Tôi muốn ở Ma Cao. Cậu nghĩ cái gì mà nghĩ? Sao đánh tôi? Tôi muốn giết cậu luôn đó. Tại sao chứ? Cậu đùa giỡn với tôi và Đường Lan à? Làm gì có. Cậu tưởng có Truyền Nhị, Truyền Tam thật à? Không có sao? Có cái con khỉ. Đó là tôi cố ý thăm dò cậu thôi. Đó là bẫy à? Người có tiền các người thật là quá xấu xa. Đời tôi hận nhất là người như cậu. Tôi nói cậu lừa chút tiền cũng chẳng nói làm gì. Cậu lại dám lừa gạt tình cảm của người ta. Cậu có còn là con người hay không? Đừng đánh, đừng đánh. Tha cho chúng tôi đi. Tha cho cậu. Vậy tha cho người phụ nữ này. Một mình cô ấy cô đơn lẻ loi. Cô ấy với chồng mình yêu thương lẫn nhau, không thể sống thiếu nhau. Kết quả ai ngờ lại bị người Nhật phá hoại. Chồng cô ấy một mình chạy đến Hồng Khẩu, làm cho cô ấy ngày nhớ đêm mong.
Kết quả cô ấy chờ đợi được điều gì? Là một thi thể. Hai thằng nhóc các cậu vì một chút tiền mà giả thần giả quỷ, để Đường Lan tưởng cậu là lưu truyền nhất. Được rồi, bây giờ bị vạch trần rồi. Cậu nói với cô ấy đây là giấc mơ, tất cả đều không phải thật. Các người có còn là người hay không? Còn thấy cô ấy chưa đủ đáng thương à? Phải ép cô ấy đến phát điên đúng không? Đừng đánh, tôi đánh trả đó. Đánh đi, cô ta đáng thương còn tôi thì không sao. Tôi cũng được cha sinh mẹ đẻ ra. Tên xuất sinh, đồ lừa đảo này. Anh tưởng tôi muốn lừa các người lắm sao? Anh tưởng chúng tôi vừa sinh ra đã muốn lừa người khác sao? Chúng tôi hết cách rồi. Anh nói xem, người nhiều tiền các anh ở tô giới được ăn ngon mặc đẹp ở sướng, còn chúng tôi, anh biết chúng tôi ở Hồng Khẩu sống như thế nào không? Tiền cho một bàn ăn như vậy đã đủ cho cả nhà già trẻ chúng tôi ăn mấy tháng rồi. Trong nhà già có trẻ có, đều hy vọng tôi với thằng em có thể mang chút tiền về nhà. Kết quả thì sao? Để tôi gặp phải đám thần kinh các người. Nói tôi cái gì mà lưu truyền nhất? Phải cũng đánh, không phải cũng đánh, nhận sai cũng đánh, không nhận sai cũng đánh. Tôi lại muốn hỏi anh một câu, kiếp trước rốt cuộc tôi đã nợ các anh cái gì mà khiến tôi người không ra người, ma không ra ma? Tôi trả cho các người, trả cho các người, trả các người hết. Hết rồi, hết rồi. Trộm, còn trộm. Ông chủ Trình, xin ông đừng đánh nữa được không? Đừng đánh nữa. Ông chủ Trình, ông muốn nói gì với tôi? Tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện. Trước đây có một bé gái nhà nghèo đưa em gái mình đi lánh nạn, chạy tới tô giới. Cô ấy nghèo tới nỗi không mua nổi một đôi giày. Sau đó có một thiếu gia tiệm vàng nhìn trúng cô ấy, nói cô ấy là nữ thần tài đi chân trần. Sau đó hai người đã kết hôn. Cô ấy có một người bạn là ông chủ của một ngân hàng. Người này rất ngưỡng mộ cô ấy, ngưỡng mộ tài năng của cô ấy, ngưỡng mộ năng lực của cô ấy. Bất kể cô ấy gặp phải khó khăn gì, người này cũng đều giúp đỡ cô ấy, vượt qua khó khăn vô điều kiện. Còn người phụ nữ này cũng đối xử vô cùng tốt với người bạn đó. Một người phụ nữ nếu không có chồng, cũng không có con cái, thì sẽ không có gì đáng sợ hết. Điều duy nhất tôi sợ là có lỗi với ông chủ Trình và các con của ông ấy. Con bảo hai người giả kết hôn, nếu chị ấy lấy cha thì chị ấy có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản ngân hàng. Ở nhà chị ấy cũng có thể bảo vệ năm đứa con, có đúng không? Sau đó cô ấy đã lấy ông chủ ngân hàng đó. Bên ngoài thì là tam phu nhân danh giá, trên thực tế cô ấy lại đang bảo vệ cho người đàn ông này chịu oan ức. Không vì gì hết, chỉ vì một chữ nghĩa. Người phụ nữ này chính là Đường Lan, người bạn sinh tử chi giao của cô ấy. Chính là tôi, Trình Giật Phi. Có biết vì sao tôi kể cậu nghe câu chuyện này không? Bởi vì tôi biết, tuy cậu không phải là lưu truyền nhất, nhưng cậu trông rất giống cậu ấy. Nếu như
Nếu như có một phần dạng cơ hội, cậu chính là lưu truyền nhất, thì xin cậu đừng hiểu lầm. Cô ấy chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cậu. Đây, đây là 3.000 tệ. Cầm lấy quay về Hồng Khẩu đi, đừng quay lại Tô Giới nữa. Tôi không muốn Đường Lan thấy cậu lại bị tổn thương thêm nữa. Đây, ông chủ Trình. Cảm ơn. Đi đi. Đi. Ông chủ Trình, tôi đi đây. Hẹn ngày gặp lại.